Vậy là chúng ta đã đi hết một chặng đường đầy cảm xúc của 6 tập phim Chosei Loki mùa thứ 2 này, với mục đích vinh quang cuối cùng và sự hy sinh dành cho tất cả các dòng thời gian của Loki. Hãy cùng mình tóm tắt điểm lại toàn bộ diễn biến đã xảy ra tại mùa thứ 2 trong video nhé. Mùa thứ 2 của Loki được bắt đầu ngay tại thời điểm Loki bị Sylvie đẩy trở lại TVA, để mình không bị ai cản trở trong việc kết liễu Hero Band, chính thức trả thù cho kẻ đã gây ra một cuộc đời đầy cay đắng cho cô. Tuy nhiên, Loki không đơn giản là bị trở về TVA, mà Loki đã bị mắc kẹt trong chính quá khứ của TVA, trở thành một kẻ đột nhập và tiếp tục bị các nhân viên của TVA săn đuổi, khi mọi quá khứ tại đó khác hoàn toàn, cả về vai trò và nguồn gốc của nó, ghi nhận tượng của Hero Man chứ không còn là tượng của Timekeeper nữa. Nhưng ngay sau đó, Loki lại bị dịch chuyển ngẫu nhiên ngược trở lại hiện tại và nhận ra mình đang bị vướng vào một sự cố nào đó mà không thể giải thích được. Khi Hero Man thiệt mạng, lần đầu tiên các phân nhánh thời gian đã phát triển quá mức một cách nghiêm trọng. Loki trong quá khứ đã tới được phòng chiến tranh TVA và thấy được nhiều sự thật tại đó về sự hiện diện các bức tượng của Hero Man khắp nơi, kèm với đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đầy bí ẩn giữa ông ta với Renslayer. Sau khi trở lại được hiện tại và tiết lộ sự tồn tại của Hero Man với hội đồng chiến tranh của TVA, Loki đã được Mobius đưa tới gặp Obi, nhân viên chịu trách nhiệm khắc phục mọi công nghệ và máy móc của TVA, để có thể tìm ra nguyên nhân, khiến Loki luôn bị di chuyển không kiểm soát trong dòng thời gian ngay tại TVA. Tại đây, Obi đã giải thích hiện tượng này là cú trượt thời gian, là hiện tượng một cá nhân bị kéo qua lại các điểm khác nhau trong không gian và thời gian. Cách khắc phục của Obi chính là dùng cỗ máy chiết xuất quầng thời gian để kéo Loki trực tiếp ra khỏi dòng chảy của thời gian. Sau đó, Obi đưa Loki và Mobius tới với máy diệt thời gian Tempolum, trái tim của TVA. Đây là một cỗ máy tinh chế thời gian thô thành một dòng thời gian cơ sở. Khi có quá nhiều dòng thời gian phân nhánh xuất hiện, thì Tempolum sẽ bị quá tải, gây ra tăng áp cho toàn TVA và ảnh hưởng tới cú trượt thời gian của Loki. Nó được nhận định chính là một thảm họa. Tuy nhiên, Loki lại tiếp tục bị trượt thời gian, lần này là tới tương lai của TVA, nơi Tempolum đang còn tồi tệ hơn, và Loki sẽ phải nhanh chóng tìm ra gậy thời gian để tự tiêu hủy chính mình, để cho Mobius có thể kéo được Loki ra khỏi dòng chảy của thời gian. Trong tương lai, Loki gặp lại chính Sylvie đang bị kẹt trong thang máy, nhưng ngay thời điểm đó, đột ngột có ai đó hỗ trợ tiêu hủy Loki, giúp cho nhiệm vụ này đã thành công và Mobius có thể kéo được Loki trở lại. Khi này thì Sylvie cũng đã xuất hiện trở lại ở một dòng thời gian phân nhánh và chọn sống một cuộc đời bình thản tại đây vì đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, mình có thể yên bình sống lại một cuộc đời đã bỏ lỡ. Loki sau đó đã tiếp tục hành trình đi tìm kiếm Sylvie và truy dấu vết của Hunter X5, một người được cho là đã tìm cái Sylvie nhưng cũng đã biến mất. X5 khi này đã trở thành một ngôi sao và sống tại quá khứ của dòng thời gian thiêng liêng. Loki và Mobius đã tới được địa điểm này và bắt giữ được X5 qua tra khảo bằng biện pháp không thích đùa của Loki, thì cuối cùng X5 cũng đã chịu khai ra địa điểm Sylvie đang trú ẩn. Loki đã cố gắng thuyết phục Sylvie hỗ trợ mình khắc phục sự cố của Tempolum, nhưng kết quả cũng không như mong đợi. X5 liên tục thúc giục mọi người sớm trở về TVA không được, nên đã tiết lộ kế hoạch bí mật của tướng DOS, đó chính là việc bà ta đang tiến hành tự xóa bỏ hàng loạt các dòng thời gian phân nhánh, một điều vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng là phương án khắc phục sự quá tải cho TVA. Loki, Sylvie và Mobius đã tới nơi tướng DOS thực hiện đánh bom các dòng thời gian để ngăn bà ta lại. Mặc dù sự kết hợp của Loki và Sylvie đã có tác dụng ngăn được tướng DOS, nhưng bà ta cũng đã thành công xóa sổ gần 30% các dòng thời gian phân nhánh. Sau đó, Casey bắt được tín hiệu Tempest của Renslayer tại một dòng thời gian phân nhánh. Renslayer đang theo những chỉ dẫn của Mid-Minutes để xuất hiện trong quá khứ vào năm 1868, kích hoạt một biến thể khang có tên là Victor Timely bằng việc để cuốn sổ tay TVA cho Victor phiên bản thiếu niên sử dụng. Tình trạng của Tempolum đang ngày một tồi tệ thêm và Mid-Minutes cũng đã khóa quyền truy cập vào hệ thống của TVA. Điều đó càng làm Obi khó có thể tiếp cận được Tempolum. Tìm ra được Renslayer là có thể tìm được ra Mid-Minutes, nên Loki và Mobius tiếp tục lần theo dấu vết của Renslayer trong quá khứ. Họ đã tới Chicago vào năm 1893, thời điểm mà Victor Timely đã trưởng thành và tiếp thu được rất nhiều kiến thức trong cuốn sổ tay của TVA, trở thành một nhà khoa học xuất sắc khi đã giới thiệu được nguyên mẫu Tempolum của mình, có điều nó chỉ dùng để chiết khấu bức xạ thời gian để dùng làm năng lượng.
Khi nhìn thấy Victor Timely, mục tiêu của Loki giờ đây đã dễ dàng hơn, vì chỉ cần một biến thể khác của Hero Man để kích hoạt cùng hào quang thì sẽ không cần tới Mid-Minutes nữa, nên Loki sẽ giành lấy Victor để đưa về TVA trước Grand Slayer. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không được tốt đẹp cho lắm, khi Victor cũng có nhiều chiêu trò để moi tiền đám nhà giàu cho những thiết kế chưa hoàn thiện của mình, cùng với việc Sylvie cũng xuất hiện, tiêu diệt bất kỳ biến thể thang nào để quá khứ sẽ không lặp lại. Lần này, Loki đã có thể bảo vệ thành công được Victor trước Sylvie, nhưng cũng đã để lạc mất ông ta. Rensselaer và Mid-Minutes đã chớp cơ hội đó để có được Victor và giết ông ta trốn thoát. Nhưng trên đường di chuyển, Victor đã nghe theo Mid-Minutes xúi dục gạt Rensselaer sang một bên. Mid-Minutes đã chính thức tiết lộ cảm xúc dành cho chủ nhân của mình, điều mà Victor cũng đã run sợ và nhanh chóng tắt Mid-Minutes này đi. Rensselaer cũng đã xuất hiện trở lại cùng với Loki, Mobius và Sylvie để tranh giành biến thể khang này. Rensselaer và Loki muốn Victor cho mục đích điều hướng TVA của mình, còn với Sylvie thì chỉ đơn giản là muốn kết liễu bất kỳ biến thể khang nào xuất hiện mà thôi. Nhưng khi chuẩn bị ra tay, Victor cũng đã thổ lộ nỗi lòng của mình rằng mình không phải là Hero Man và Victor cũng có thể tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Điều này cũng chính là nỗi lòng của Sylvie nên cô đã quyết định từ bỏ giết Victor giao lại cho Loki. Sau đó, Sylvie đã đẩy Rensselaer tới căn phòng tận cùng của thời gian để Rensselaer chứng kiến sự cô độc của quyền lực mà cô ta luôn tìm kiếm. Tại đó, Mid-Minutes cũng đã cho Ren biết nhiều điều trong quá khứ mà cô ta đã bỏ lỡ vì Hero Man đã chủ động loại bỏ nó khỏi trí nhớ của cô. Đó là việc Rensselaer từng là một chỉ huy dẫn dắt đội quân cùng với Hero Man trong cuộc chiến đa vũ trụ, giúp cho Hero Man tạo nên sự khác biệt trong cuộc chiến đó và mang đến chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, sau những chiến công này thì Hero Man lại quyết định xóa toàn bộ trí nhớ của nhân viên TVA và che giấu thân phận của mình, quyết định âm thầm đứng phía sau quản lý TVA thông qua Mid-Minutes. Khi biết được toàn bộ sự thật này, Rensselaer đã quyết định hợp tác cùng với Mid-Minutes kiểm soát lại TVA mà không cần phải phục vụ thêm ai nữa cả. Tại TVA, Loki nhanh chóng đưa Victor tới chỗ của Obi để hỗ trợ khắc phục thêm volume. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra khi Obi học được nhiều điều từ Victor để viết nên cuốn sổ tay TVA, và chính Victor cũng học được từ cuốn sổ tay TVA của Obi để trở thành một thiên tài khoa học. Kế hoạch của Obi chính là sau khi mở rộng được cánh cửa của Temple Room, họ sẽ sử dụng máy tăng băng thông để gắn vào Temple Room. Điều này sẽ giúp cho Temple Room mở rộng hơn và xử lý được nhiều dòng thời gian hơn, giúp nó không bị quá tải và sụp đổ. Trong lúc Obi đang hoàn thiện máy tăng băng thông, thì Rensselaer và Mid-Minutes cũng đã bí mật hành động. Họ tới phòng giam TVA để thuyết phục đội quân của tướng Dust theo mình. Nhưng điều này đã không thành công, chỉ có X-5 là đồng ý hỗ trợ Rensselaer mà thôi. Họ cũng lén cướp được Victor và ẩn trốn trong phòng chiến tranh TVA, chờ đợi mọi thứ rối bời thêm. Vì đã có Victor ở đây mà Mid-Minutes cũng ở đây thì họ tự tin có thể xử lý được mọi việc tốt hơn vào thời khắc cuối. Loki và Sylvie đã nhanh chóng tìm ra Rensselaer và trong lúc hỗn loạn, Loki đã nhìn thấy chính bản thể của mình từ tập 1 đã trượt thời gian tới đây. Loki hiểu rõ vấn đề là gì nên đã không ngần ngại tiêu hủy bản thể này, cũng là tự cứu chính mình. Sau đó, Obi đã báo cho Loki một tin quan trọng rằng họ có thể tắt Mid-Minutes đi, đồng thời hệ thống an ninh của TVA cũng sẽ ngừng hoạt động. Điều đó có nghĩa là họ có thể sử dụng phép thuật ở nơi đây. Điều này đã giúp Loki và Sylvie tìm ra cách đưa Victor quay trở lại bằng việc thao túng X-5 tiêu hủy chính Rensselaer bằng gậy thời gian, điều mà chính Ren cũng không ngờ tới, và nhanh chóng đưa Victor trở lại căn phòng điều khiển Temple Room để thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố. Victor Timely cũng xung phong tự mình sẽ thực hiện bước ra gắn máy tăng thông lượng. Tưởng rằng mọi thứ tới đây đã có thể ổn thỏa, thì điều không ngờ nhất đã diễn ra, Victor đã bị xé thành sợi ngay khi vừa bước vào. Và không lâu sau đó, chính Temple Room cũng sụp đổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng Loki lại tiếp tục rơi vào trạng thái trượt thời gian, di chuyển không kiểm soát trong TVA. Sau đó, Loki lần lượt dịch chuyển vô định tới những nơi có phiên bản những người bạn của Loki trong dòng thời gian. Với Casey là một tên tội phạm đào tẩu, B-15 là một bác sĩ tại New York, Mobius là một nhân viên bán mô tô nước và Obi đang là một nhà văn kiêm nhà vật lý. Hầu hết mọi người đều không nhớ ra Loki là ai vì họ vẫn đang sống cuộc sống của chính họ và chưa bao giờ tới TVA. Duy chỉ có Sylvie là vẫn giữ được nguyên trạng thái nhớ ra Loki là ai. Obi tại dòng thời gian vẫn đảm nhận tốt công việc của mình như tại TVA khi Obi tiếp tục giải thích các nguyên lý hướng Loki tới kiểm soát cú trượt thời gian
và khi có cuốn sổ tay TVA mà Loki đưa cho, thì Obi có thể nắm được toàn bộ kiến thức cũ để đưa Loki trở lại TVA. Phải mất tới gần 19 năm, Obi mới có thể hoàn thành xong nguyên mẫu của Tempest, và Loki đã dùng nó để di chuyển qua các dòng thời gian, hội tụ nhóm bạn của mình, mà như Obi chia sẻ, sẽ cần quần hòa quang của họ để xác định mốc thời gian và địa điểm của TVA. Nhưng khi này thì các nhánh thời gian cũng bắt đầu sụp đổ và lan tới chỗ Loki. Một lần nữa, phá hỏng mọi kế hoạch dường như là hy vọng duy nhất mà Loki có thể vin vào để cứu lấy dòng thời gian thiêng liêng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, Loki kiểm soát được hoàn toàn khả năng trượt thời gian của mình. Loki đã trở về thời điểm Victor chuẩn bị tiến vào sửa chữa Temple Room để có thể tìm ra lời giải. Quá trình này đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần với đủ mọi tình huống, thậm chí để rút ngắn thời gian nhanh nhất có thể, Loki sẵn sàng bỏ ra hàng thế kỷ để học hỏi mọi kiến thức mà Obi có để tự mình hoàn thiện cỗ máy tăng thông lượng, đẩy nhanh quá trình Victor tiến vào trong. Sau bao cố gắng, cuối cùng Victor cũng đã thành công gắn được máy tăng băng thông mở rộng được Temple Room, nhưng nó vẫn không thể thay đổi được kết cục cuối cùng, đó là Temple Room vẫn sẽ sụp đổ. Loki nhận ra, ngay từ khi các dòng thời gian phân nhánh thì Temple Room đã đi tới số phận cuối cùng là sụp đổ, nên giải pháp không còn là sửa chữa Temple Room mà phải là ngăn dòng thời gian phân nhánh ngay từ đầu. Điều này đã khiến Loki trở lại căn phòng tận cùng thời gian vào thời điểm Sylvie chuẩn bị giết Hiroman để ngăn cô ta lại, với hy vọng đó mới chính là giải pháp cần hướng tới. Loki lại tiếp tục rơi vào một vòng lặp thời gian mới khi liên tục thất bại trước việc ngăn chặn Sylvie kết liễu Hiroman, phải cho tới khi nhờ chính Hiroman trợ giúp thì điều này mới dừng được lại. Và nó cũng mở ra một sự thật về kế hoạch thật sự của Hiroman, đó chính là đưa Loki vào một vòng lặp thời gian để Loki tự nhận ra vấn đề của đa vũ trụ và quay trở lại cùng mình tới quản TVA. Chính Hiroman là người đã cài cú trượt thời gian vào Loki, và Temple Room cũng chỉ là một thiết bị dự phòng tự động xóa các dòng thời gian phân nhánh nếu nó quá tải mà thôi, chứ nó không ảnh hưởng tới dòng thời gian thiêng liêng. Mặc dù nó mất thời gian nhưng lại mang tới cho Loki rất nhiều kiến thức về đa vũ trụ với những khả năng mới như trượt thời gian và ngưng động thời gian. Tuy nhiên, Loki vẫn không đồng tình với phương trình bảo vệ dòng thời gian của Hiroman và muốn tự mình tìm ra một giải pháp mới toàn vẹn hơn. Vậy là Loki đã trở về quá khứ tìm gặp Mobius và Sylvie để hỏi họ về lựa chọn cũng như hướng đi nào mới là đúng đắn cho TVA. Sau khi có được câu trả lời, Loki một lần nữa dịch chuyển vào thời điểm mọi người đang chuẩn bị khắc phục Temple Room. Nhưng lần này, thay vì sửa chữa nó, Loki đã phá hủy luôn Temple Room, tự mình đan những dòng thời gian này lại, trở thành một cây thế giới của riêng mình, nơi mà các dòng thời gian có thể tự do phân nhánh ở điểm cuối, nhưng nó vẫn không làm ảnh hưởng xấu tới TVA. Để làm được điều đó, Loki đã lựa chọn trở thành một vị thần cai quản dòng thời gian, chấp nhận ngồi lên chiếc ngai vàng cô độc, hy sinh sự tự do của bản thân để giúp những người bạn cùng với toàn bộ người dân sinh sống trên các dòng thời gian được an toàn. Sau đó, TVA trở lại bình thường, nhiệm vụ giờ đây của họ không còn là xóa các biến thể và các dòng thời gian phân nhánh nữa. Khi giờ đây, nó có thể tự do phát triển, họ hướng tới một kẻ thù từ bên ngoài, đó là những biến thể khác ngoài đa vũ trụ, có thể tác động vào dòng thời gian cây thế giới của Loki. Một biến thể Kang đã ngay lập tức được chú ý, đó chính là Kang the Conqueror, xuất hiện trong Ant-Man Quantumania. Tuy nhiên, biến thể này đã bị Ant-Man đánh bại, nên họ không còn can thiệp vào nữa. TVA giờ đây thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các dòng thời gian với một hội đồng quản lý, chứ không còn độc quyền bởi các thẩm phán, thỏa sức triệt hạ các dòng thời gian phân nhánh đang có chứa hàng tỷ người vô tội. Đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong phần 2 của Serial Loki, sự hình thành vị thần của những câu chuyện. Các bạn thấy Serial Loki này hấp dẫn không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.